Ok sẽ không, bây giờ tôi đã quay trở lại trong cái video clip mới. Tôi biết dạo này thì tôi đã ở bên Azuland thì tôi đã từng đề cập việc đó chính là rất nhiều khả năng ra do cái việc là Honkai nó dạo này nó không vào được. Cho nên chính thế tôi bảo là tôi sẽ tạm ngừng và không up video về Honkai nữa cho đến khi mà kiểu tức là sau khi mà có bản 3.8 phiên bản vừa sắp đã thì tôi sẽ bắt đầu chơi tiếp. Nhưng một số thay đổi cho nên vì thế nên là tất nhiên là tôi vẫn sẽ chơi Azuland chứ không vấn đề gì, tôi vẫn không hề bỏ đâu. Tôi nghĩ là sau khi một cái vụ tôi mở khóa Trump và tôi cũng đã unlock được ra được Kiana Code cho nên tôi nghĩ là việc tôi thực hiện xong một cái mục đích tôi rồi. Và chính vì thế cho nên là tôi nghĩ là mình cũng không còn cái điều gì muốn chơi nữa. Nhưng rất may chúng ta cho anh việc cũng kiểu nên tôi nên nói gọi nào nhỉ. Thì sau khi mà ra được Kiana Code là tôi vẫn chưa có làm cái bài chép test chơi thử phải không? Và quả thực sự là cái khoảng gian đấy là cái khoảng gian tôi rất là vui. Và tôi vui đến mức không ngờ được. Yo Teresa, yatto kita ka. Dai ni ritsha to hatta tte kiite shinpai shite tan da ze. Anta no shinpai nanka iranai yo Tosuke ne. Hai hai. こっちの綺麗なお嬢ちゃんは誰かな？今度機会があったら一杯おごらせてほしいね。ジークフリート、そんなこと言ってる暇があったらさっさと現状を教えなさい。悪い知らせと、もっと悪い知らせがある。悪い知らせは、バルキリー部隊が第二律者を探しに向かったが、何も発見がないこと。それ以上に悪いのが、戦況に進展がないのを見たオットー主教がセシリアの出撃を命じたことだ。そんな、今のセシリアの隊長では戦いはまだ無理よ。あと30分でセシリアがシベリアに到着する。その前に第二律者を探し出し殺さねえとな。神様はまだ俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。報告します。 O23 エリアと O17 エリアから同時に第二律者の痕跡を発見したとの情報あり。私たちをバラバラにする気かしら。仕方がねえ。俺は O23 に行く。テレサは O17 に行け。第二律者を見つけたら手加減はするな。キアナはここに残ってちょうだい。ここは安全なはずよ。ん？キアナ？そう、ごめんね。あんたの娘と同じ名前、キアナだよ。私も一緒に行く。一緒に戦うわ。でも、私の実力ならさっき戦いの中で見たでしょ。俺はいいと思うぜ。お嬢ちゃんの目を見ればわかる。お嬢ちゃんはいい選手だ。テレサ、連れて行ってやれよ。わかったわ。そうだ、それと。ふんと、これは利子よ。第二律者を倒したらたっぷり懲らしめてやるわ。待ってなさい。クソ、じゃなかった。ジークフリート、ジークフリートかすらな。OK, tôi biết mấy ông chơi cái phần ải của chuyện rồi, tôi chỉ tôi vừa định và tôi chơi điểm kiếm cái mảnh crystal thôi. Nhưng mà quả thật là cũng nhờ thế nên tôi mới biết được cái giọng lục tiếu của ông Shakespeare là thì ông giọng như nào, ông trẻ phải trưởng ra rồi cái mặt. Ok, ok, và vật rất là tình cờ chúng ta lại xài Kiana God để đi làm cái vụ này. Oh shit. À, mặc dù là vẫn còn
Mặc dù là cả... Tôi nhớ là hồi kỳ xưa mấy ông... Thực ra đấy cả tôi nữa. Tôi đánh vực ngày xưa mà tôi cũng rất quan tâm việc là dùng bất kỳ khắc hệ đâu. Ờ phạm. Thế luôn cái Judas, cực kỳ muốn kiếm cái Judas để mà xài, nhưng mà vấn đề chỗ tôi đánh biết quay đâu để ra được. À cái vùng nãy là cái con nó gọi là cái thiên hỏa thánh à, hay cái súng Kiosk đấy. Điều ơi. Vì chúng ta đang bay lên hơi tội Krisa vì bài chạy bộ sắp đến rồi. À chưa phải à. Game chưa xong nhưng mà tôi muốn chắc lại cả. À, trên báo có gì không, hoàn thành rồi. Quay vào giờ chỉ ơ cũng may. Thì dáng rất là ngầu. Cái gì vậy? Thèm mật ngọt. Tạo Muni nào. Tôi nhớ thời xưa. À hỏi thêm. À tiện spoiler một chút là rất có thể trong tương lai video sắp tới là sẽ liên quan đến Kiana Divine Prayer. Chỉ nói thế thôi. Một tổ đội toàn Kiana. Chắc tôi phải cài lại luôn phần cốt truyện vì giờ tôi quên bố luôn những phần cốt truyện như nào rồi. Ở đứa nào đây? Ok máy bay. Hồi nhớ thời xưa mình đánh cận chiến lúc nào cũng chạy gần. Oh fuck, có lúc bay lên như shit. Cái máy bay khác hệ không nhỉ? Không được à? Tách rồi. Bỏ qua nhưng mà vẫn thắng nhưng mà thôi kệ. Tôi lại chơi lại. Chắc phải búng tay mới được nhất. Phát không được rồi. Mất cả mình. Chưa từng nghĩ 1.000 két cái sát thương khi đứng ở loại khó khăn như vậy.
Mình quên mất nó cứ đánh phủ đầu. Ố, mẹ xôi. Quái xôi y gì. Rất là dễ. Chúng ta chơi nhanh 3 trận nữa. Thì trên báo là cái gì nhỉ? Số ít không chịu quá. Ô, con trong bài bàn thấy cái con mẹ còn gì nữa. Dưới hộ cách tôi quên mất. Yes, victory. Cái phần này là hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Tôi ghét nhất là kiêm thành này. Rồi là tôi không biết là phải làm nào. Chắc là cũng hơi khó khăn phức tạp đấy. Và viết thành ngay chỗ. Vẫn giờ vẫn no damage.
Cái đang chờ em ạ. Hoàn thành tất cả những loại như nào? Tôi nghĩ chắc video này mình đã chưa đủ vậy mình. Đâu 6 rồi. Tôi nghĩ chắc video mình sẽ dừng tại đây thôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ông trong video tiếp theo.